Nga, Ukraine đẩy mạnh tấn công tầm xa vì quân tiền tuyến đang xa lầy. Liên tiếp nếm lửa chiến tranh từ Ukraine, người dân thành phố Belgorod của Nga đã được khuyến cáo di tản khẩn cấp. Đồ tin, cuộc tập kích của Ukraine vào Crimea được điều phối bởi máy bay không người lái Mỹ. Lãnh chúa Chechnya Ramzan Kadyrov muốn đàm phán với Mỹ sau lưng Moscow, sẵn sàng trao trả tù binh của Ukraine. Liên quan đến cuộc chiến ở dải Gaza, Israel tìm thấy một loạt đường hầm của Hamas dưới khách sạn ở Gaza. Mỹ trao thưởng 10 triệu đô la Mỹ cho các thông tin về tài chính của Hamas. Hezbollah dọa đáp trả Israel sau vụ phó thủ lĩnh Hamas bị hạ sát. Thì Nghi rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Chúng tôi vừa điểm qua những nội dung chính có trong bản tin của ngày hôm nay và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, theo PPS cho biết, cả Nga và Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau bằng các cuộc không kích tầm xa, trong khi giao tranh dọc tiền tuyến phần lớn vẫn bế tắc. Thống đốc Crimea Mikhail Zagvozayev, do Moscow bổ nhiệm vào hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 1, cho biết một người đã bị thương do mảnh vỡ của một mục tiêu trên không bị phòng không của Nga bắn rơi ở Sevastopol, một cảng lớn và là thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập năm 2014. Các blogger quân sự Nga đã đăng tải video cảnh coi báo động không kích kêu vang ở Sevastopol vào 3 ngày và giao thông trên cây cầu nối bán đảo Crimea với khu vực Krasnodar của Nga bị đình chỉ. Cây cầu này là một mắt xích hậu cần quan trọng cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm ngày 4 tháng 1 cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 10 tên lửa phóng từ máy bay của Ukraine trên bầu trời Crimea, khi cả hai bên tham chiến liên tiếp tấn công lẫn nhau bằng các cuộc không kích tầm xa trong khi giao tranh dọc tiền tuyến phần lớn vẫn bế tắc. Theo thống đốc khu vực Oleh Synehubov, Nga đã bắn hai tên lửa S-300 vào trung tâm Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi trong tuần qua hứng chịu các cuộc tấn công trên không gần như hàng ngày của Moscow. Thống đốc khu vực Andriy Rykovich cho biết trên Telegram rằng một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa buổi sáng của Nga vào Kropivnitskyi, một thành phố ở miền trung Ukraine. Ông cho biết một khu cơ sở năng lượng đã bị hư hại trong vụ tấn công, cũng nhằm vào một khu công nghiệp. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã chặn 2 máy bay không người lái Shahed trên khu vực Khmelnytsky, phía tây miền trung Ukraine, nơi có căn cứ không quân quan trọng của Kiev tại Staro-Kostyantiniv. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã bắn hơn 500 máy bay không người lái và tên lửa trong 5 ngày vào các mục tiêu ở Ukraine kể từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1. Các quan chức thành phố cho biết các cuộc tấn công vào Kiev và khu vực xung quanh trong thời gian đó đã khiến 34 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Với việc Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong mùa đông, Ukraine đã cầu xin các đồng minh phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí phòng không cho nước này. Một quan chức liên minh cho biết, các đại sứ NATO và Ukraine dự kiến sẽ hội đàm theo yêu cầu của Kiev tại Brussels vào ngày 10 tháng 1 và dự kiến sẽ thảo luận về nhu cầu của nước này. Người phát ngôn NATO, Dylan White, cho biết các đồng minh của NATO đã chuyển giao một loạt hệ thống phòng không cho Ukraine và họ cũng cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine. Liên tiếp nếm lửa chiến tranh từ Ukraine, người dân thành phố Belgorod của Nga đã được khuyến cáo di tản khẩn cấp. Thống đốc vùng Belgorod của Liên bang Nga, Vyacheslav Gladkov, đề nghị người Nga di tản khỏi trung tâm khu vực. Điều này được kênh Telegram trực tiếp Nesta đưa tin. Quan chức này cho biết, hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng chở bạn đến Stary-Oskol và Gopkin, nơi bạn sẽ ở trong điều kiện khá thoải mái, trong những căn phòng ấm áp và an toàn. Bạn sẽ ở đó bao lâu cũng được. Điều đáng nói thêm là Stary-Oskol cách Belgorod 140 km và Gopkin 120 km. Một ngày trước đó, Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt ở vùng Belgorod của Liên bang Nga. Hậu quả của cuộc tập kích hỏa lực, Nga bị tổn thất. Số lượng quân chiếm đóng bị thanh lý đang được xác định cụ thể. Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trước tình trạng ngày càng nhiều vụ phá hoại của người Nga và để bảo vệ thường dân Ukraine sống trong các cộng đồng gần biên giới bang và hứng chịu các cuộc tấn công của kẻ xâm lược, các binh sĩ trinh sát của chúng tôi đã thực hiện một loạt hành động đặc biệt. Union đưa tin, những người chiếm đóng tuyên bố đã bắn hạ 10 quả tên lửa ở Belgorod. Thống đốc khu vực Liên bang Nga Vyacheslav Gladkov cho biết còi báo động cảnh báo tên lửa đã được kích hoạt trong thành phố. Ông kêu gọi cư dân Belgorod không đến gần cửa sổ. Rộ tin cuộc tập kích của Ukraine vào Crimea được điều phối bởi máy bay không người lái Mỹ. Rạng sáng ngày 5 tháng 1, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào một sở chỉ huy của Nga gần thành phố Sevastopol và một đơn vị quân đội khác trên bán đảo Crimea. Truyền thông Nga cho biết, cuộc tấn công của Ukraine có sự điều phối của UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ ngoài khơi của bán đảo. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời chuyên gia chính trị Janis Baturing cho biết cuộc không kích vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5 tháng 1 của quân đội Ukraine vào Crimea diễn ra sau khi máy bay không người lái của Mỹ thực hiện trinh sát nhiều giờ trên Biển Đen. Ông Denis Baturin cho biết, trong 24 giờ qua, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Crimea. Cuộc tấn công được điều phối bởi một máy bay không người lái trinh sát của Mỹ. Nhà phân tích này nhận định, máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ đã bay về phía nam bờ biển Crimea trong khoảng 20 giờ. Lực lượng Ukraine đã nhận được dữ liệu và thông tin trinh sát từ chiếc UAV này và tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Crimea. Theo ghi nhận, đây là chuyến bay đầu tiên của RQ-4B Global Hawk hoạt động ở Biển Đen trong năm 2024. Hiện giới chức Mỹ và Ukraine vẫn chưa bình luận gì về các thông tin trên. Sáng ngày 5 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn một vụ tấn công của Ukraine bằng máy bay không người lái nhắm vào các hạ tầng ở bán đảo Crimea. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 36 UAV ở không phận Crimea và một chiếc khác ở vùng Krasnodar. Được biết, trước đó, bộ này cũng báo cáo rằng lực lượng Nga đã đánh chặn 10 tên lửa khi chúng đang bay tới bán đảo Crimea. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, nơi sáp nhập Nga vào năm 2014, nhưng Kiev không công nhận, nhằm mục đích loại bỏ khả năng quân sự của Nga và buộc hạm đội của nước này phải rút khỏi Biển Đen. Thống kê số liệu từ Sputnik trong tuần qua, Ukraine đã phóng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow, 14 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 3 tên lửa S-200, 107 tên lửa của hệ thống HIMARS, Vulcan và Vampire MLRS, 3 tên lửa chống radar HIMARS, cùng 253 máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự Nga. Lãnh chúa Chechnya Ramzan Kadyrov muốn đàm phán với Mỹ sau lưng Moscow, sẵn sàng trao trả tù binh của Ukraine. Trong bối cảnh suy yếu của Điện Kremlin ở Liên bang Nga, các ông chủ khu vực đang bắt đầu theo đuổi một chính sách độc lập hơn. Người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov đã nổi bật lên khi bỏ qua Moscow và cố gắng đàm phán với Mỹ để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với gia đình của ông ta. Kadyrov đã nói về nỗ lực thiết lập liên lạc với Washington tại cuộc họp với các quan chức an ninh của ông ta ở Chechnya, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Liên bang Nga. Kadyrov đề nghị giao cho Hoa Kỳ các tù nhân chiến tranh Ukraine để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với gia đình ông ta. Người hòa giải có thể là nhà báo Mỹ gây tài tiếng Scott Ritter, người tích cực hợp tác với Điện Kremlin, làm việc vì lợi ích tuyên truyền của Nga. Hiện tại, Ritter đang có chuyến thăm Chechnya. Ông ta nhận được từ Kadyrov một danh sách các tù nhân có thể trao đổi. Ông Kadyrov nói rằng, chúng tôi có những tù nhân mà chúng tôi đã bắt ở Donetsk, Lugansk, các tỉnh của Ukraine. Tôi đang chuyển giao cho vị khách của chúng tôi danh sách tù nhân chiến tranh cho Ritter. Nếu họ dỡ bỏ lệnh trừng phạt khỏi mẹ tôi, các con gái của tôi, các con ngựa, loại trừ tôi thì chúng tôi sẽ giao nộp cho những người này. Để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Kadyrov đã được cho là đã đề nghị giao nộp 20 người Ukraine bị bắt cho Hoa Kỳ. Điều quan trọng là Kadyrov đang cố gắng thiết lập liên lạc với Mỹ sau lưng Moscow, đồng thời giải quyết các lợi ích của gia đình ông ta. Đây là một minh chứng rõ ràng khác cho thấy sự suy yếu của chính quyền trung ương ở Liên bang Nga, vốn không còn khả năng kiểm soát các ông chủ khu vực. Kết quả của các quá trình đang diễn ra có thể là sự tan rã của nước Nga thành nhiều phần, và Chechnya là một trong những ứng cử viên cho việc ly khai khỏi liên bang. Israel tìm thấy một loạt đường hầm của Hamas dưới khách sạn ở Gaza. Quân đội Israel vừa công bố một đoạn video mới về 7 đường hầm tình nghi của phong trào Hồi giáo Hamas dưới khu vực nghỉ dưỡng Blue Beach, bên bờ Địa Trung Hải, ở phía bắc Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cáo buộc Hamas đang sử dụng mạng lưới đường hầm bí ẩn để thực hiện các cuộc tấn công cả trên và dưới mặt đất. CNN trích dẫn thông cáo ngày 5 tháng 1 của lực lượng phòng vệ Israel quả quyết. Các đường hầm chạy ngầm dưới khách sạn Blue Beach cũng là nơi chứa các căn cứ khủng bố. Quân đội Israel cũng đã tuyên bố đã tìm thấy một loạt vũ khí bên dưới khu nghỉ dưỡng bên bờ Địa Trung Hải, bao gồm súng trường tấn công AK-47, các chất nổ và máy bay không người lái. Lực lượng phòng vệ Israel lưu ý thêm, một số tay súng Hamas đã nã tên lửa chống tăng vào binh lính Israel từ khách sạn này để bảo vệ hệ thống hầm ngầm. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập của tuyên bố lực lượng phòng vệ Israel. Mỹ trao thưởng 10 triệu USD cho các thông tin về tài chính của Hamas. Ngày 5 tháng 1, Mỹ thông báo trao thưởng 10 triệu USD cho những thông tin về 5 nhà tài trợ chính cho phong trào Hồi giáo Hamas hoặc bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn cơ chế hỗ trợ tài chính của lực lượng này. Quyết định trao thưởng được đưa ra sau 4 vòng trừng phạt của Mỹ nhằm vào Hamas sau khi lực lượng này tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 5 nhân vật được đề cập là Adel Basit Hamza, Hassan Kai, Ameh Kaman Sarif Al-Shawa, Ahmed Sedu Jaleb, Walid Mohammed Mutafa Jadala và Muhammad Ahmad Al-Azim Nasrallah. Đây đều là những đối tượng Mỹ đưa vào danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu. Cụ thể, Adel Basit Hamza and Hassan Kai sống và làm việc tại Sudan, đã quản lý nhiều công ty trong danh mục đầu tư của Hamas và từng chuyển gần 20 triệu đô la Mỹ cho lực lượng này. Đối tượng có quan hệ mật thiết với Tổng thống Sudan Omar Bashir và các nhóm Hồi giáo đang phá hoại sự ổn định ở Sudan. Trong khi đó, Nasrallah có mối liên hệ chặt chẽ với các thực thể Iran và từng liên quan đến việc chuyển hàng chục triệu đô la Mỹ cho Hamas, bao gồm cả việc hỗ trợ lực lượng này phát triển quân sự. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng 10 năm ngoái, nhân vật này hoạt động tại Qatar. Các đối tượng còn lại là thành viên trong mạng lưới đầu tư của Hamas tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phần thưởng 10 triệu USD sẽ được trao cho bất kỳ cá nhân nào, cung cấp thông tin về bất kỳ nguồn doanh thu nào cho Hamas, các nhà tài trợ lớn, các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch của lực lượng này, cũng như các công ty bình phong giúp cung cấp công nghệ hoặc nhằm thực hiện các kế hoạch tội phạm có lợi cho Hamas. Hezbollah dọa đáp trả Israel sau vụ phó thủ lĩnh Hamas bị hạ sát. Hezbollah cảnh báo sẽ đáp trả Israel trên chiến trường sau khi phó thủ lĩnh Hamas bị hạ sát ở Lebanon, nghi do Tel Aviv thực hiện. Hassan Nasrallah, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah, phát biểu trên truyền hình vào hôm nay. Chắc chắn sẽ có phản ứng. Chúng tôi không thể im lặng trước sự xâm phạm ở mức độ này, bởi điều đó đồng nghĩa toàn bộ Lebanon bị đặt vào thế nguy hiểm. Ông Nasrallah nhắc đến vụ tập kích hạ sát phó thủ lĩnh Hamas Saleh Al-Aruri, được cho là do quân đội Israel thực hiện, hôm 2 tháng 1 ở ngoại ô Beirut, Liban. Al-Aruri là quan chức Hamas cấp cao nhất thiệt mạng và đây là lần đầu tiên thủ đô Beirut bị tập kích từ khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra ngày 7 tháng 10. Ông Nasrallah cho biết thêm, quyết định đã được đưa ra, các thành viên ở khu vực biên giới sẽ đáp trả sự xâm phạm nguy hiểm vào vùng ngoại ô. Đây là lần thứ hai thủ lĩnh Hezbollah lên tiếng sau vụ hạ sát Al-Aruri. Trong bài phát biểu ngày 3 tháng 1, ông Nasrallah cảnh báo Israel về việc gây chiến với Liban do nhóm sẽ đáp trả không giới hạn nhắm vào Tel Aviv. Phát ngôn viên Daniel Hagari ngày 2 tháng 1 nói quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh liên quan. Lebanon vào ngày 4 tháng 1 đệ đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gọi vụ khải sát Al-Aruri là giai đoạn nguy hiểm nhất trong các đợt tập kích của Israel vào nước này. Giới chức Lebanon cho biết Israel đã dùng 6 tên lửa trong vụ khải sát và còn sử dụng không phận Lebanon để tập kích mục tiêu ở Syria. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.